Tiếp tục với những thông tin quan trọng khác, sáng nay tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự chỉ đạo lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh Xuân Giáp Thìn 2024 do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức. Năm 2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được giao chỉ tiêu huấn luyện trên 16.000 công dân. Trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện, Bộ Tư lệnh đã giao 12 đơn vị tiếp nhận, huấn luyện tại 19 địa điểm trên cả nước, chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị huấn luyện khẩn trương rà soát, tham mưu, thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã đạt được trong công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới thời gian qua. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động làm tốt công tác quản lý, huấn luyện, thực hiện nghiêm phương châm rèn cán, luyện quân, lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ mới, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe đối với chiến sĩ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng công an nhân dân, để chiến sĩ mới yên tâm, cố gắng rèn luyện, học tập, đạt kết quả cao nhất. Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh Xuân Giáp Thìn năm 2024. Bộ Tư lệnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trồng được 150.000 cây xanh. Cũng trong sáng nay tại tỉnh Quảng Nam, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Năm nay, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Trung bộ được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giao tổ chức quản lý huấn luyện cho 1.294 chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và 5 tỉnh, thành phố bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian 3 tháng, chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn với mục tiêu huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Đây là tiền đề để các chiến sĩ mới hình thành và xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao khi nhận công tác tại các đơn vị, công an huyện, thị xã, thành phố sau khi kết thúc khóa huấn luyện. Năm 2024 là năm thứ 15 liên tiếp Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng nhằm bổ sung kịp thời nguồn máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tham gia sôi nổi của đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ngay từ sáng nay, hơn 500 cán bộ chiến sĩ là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, đoàn viên, hội viên các đơn vị công an trong tỉnh đã có mặt tại điểm hiến máu để tham gia hiến máu tình nguyện, hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng 2024. Với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, sau buổi phát động, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Nam đã hiến tặng hơn 255 đơn vị máu, vượt 2% chỉ tiêu đề ra, kịp thời bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện, cung cấp lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân không may bị bệnh, bị thương khi làm nhiệm vụ. Đây chính là động lực thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới. Thưa quý vị, năm 2023, Hội Phụ nữ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an đề ra chương trình công tác với chủ đề tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, thì chị em phụ nữ đã có nhiều sáng tạo đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong đó, thì ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp then chốt, không chỉ giúp mỗi cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ của cục. Thời gian này, thay vì tiếp xúc trực tiếp với người dân, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ phải làm việc nhiều hơn trên môi trường mạng. Việc đưa dịch vụ công trực tuyến áp dụng vào trong quản lý xuất nhập cảnh đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Tuy nhiên, để nâng cao nhận thức cho người dân, thay đổi phương thức làm việc cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên.
Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi để tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về việc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, vì là có rất nhiều trường hợp người dân đến cục làm thủ tục đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với cái việc là nộp hồ sơ online. Chúng tôi thường tỉ mỉ, kiên nhẫn, thận trọng hơn nam giới. Điều này thì cũng giúp chúng tôi hạn chế tối thiểu những sai sót trong việc tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ và cũng giúp chúng tôi là có thể kiên trì mềm mỏng hơn trong cái việc hướng dẫn người nộp thủ tục theo đúng quy định. Năm 2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã có nhiều đột phá theo hướng thông thoáng, thuận lợi, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao. Theo đó, đã triển khai 40 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, triển khai cấp thị thực điện tử, cổng kiểm soát nhập cảnh tự động tại 5 cửa khẩu cảng hàng không quốc tế. Việc mang lại sự hài lòng cho người dân có sự đóng góp không nhỏ của từng hội viên phụ nữ. Hôm nay tôi đến làm hộ chiếu. Tôi thấy là các cái thủ tục ở trên mạng rất là thuận tiện và tiết kiệm thời gian và nhanh chóng. Với 487 hội viên, chiếm gần 30% quân số của đơn vị. Nhưng ở phần việc công trình nào cũng có sự tham gia tích cực của các chị. Năm 2023, Hội Phụ Nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục duy trì 12 công trình phần việc và đăng ký mới 10 công trình phần việc. Trong đó nhiều công trình mang tính ứng dụng công nghệ thông tin như tham mưu xây dựng, hướng dẫn đăng ký, giám sát, sử dụng hệ thống cổng kiểm soát tự động tại cửa khẩu đường hàng không, sổ tay ngoại ngữ điện tử dành cho lực lượng an ninh trên không. Chúng tôi cũng đã có những hướng chỉ đạo cũng như là động viên, khích lệ chị em vượt qua những khó khăn để cùng nhau hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chuyên môn. Khi mà cái hồ sơ, lượng hồ sơ của dịch vụ công tăng lên đột biến, các chị em tại các cửa khẩu thì cũng tích cực học tập những cái phần mềm mới để triển khai cái hệ thống AutoGate tại các cửa khẩu, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin được thuận lợi, nhanh chóng, hành khách thấy vui lòng với cả những cái bước tiến mới của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Năm qua đã có 174 lượt cá nhân hội viên phụ nữ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh được nhận bằng khen, giấy khen các cấp. Với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, các chị tiếp tục là những đóa hoa tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu cao nhất vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị, trong những năm trở lại đây, cứ vào thời gian này, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lại công bố các báo cáo nhân quyền. Những báo cáo này thường đưa ra những nhận định tiêu cực, thiếu thiện chí, phiến diện và áp đặt, vu cáo tình hình nhân quyền của Việt Nam. Vâng, và mới đây thì đầu năm 2024, tổ chức này đã công bố báo cáo tổng kết toàn cầu về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2023. Như một thông điệp lặp lại trong các báo cáo trước, báo cáo này tiếp tục đưa ra những nhận định sai lệch, không đầy đủ, vu cáo về những nỗ lực của Việt Nam trong đảm bảo nhân quyền. Mời quý vị cùng biên tập viên Nam Hà tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn. Với 735 trang, báo cáo tổng kết toàn cầu về tình hình nhân quyền thế giới năm 2023 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới đã đưa ra những đánh giá chủ quan của mình về tình hình nhân quyền của hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và không chỉ dừng lại ở mức đưa ra những nhận định mang tính áp đặt, cái nhìn phiến diện, chủ quan, báo cáo này thậm chí đã xuyên tạc, vu cáo và bôi nhọ về công tác nhân quyền tại nước ta. Trong báo cáo này, phần đánh giá về nhân quyền của Việt Nam kéo dài từ trang 714 đến trang 719. Dẫn chứng từ một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý trong năm 2023, báo cáo này cho rằng năm 2023, Việt Nam mở rộng đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự, áp đặt cho những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động xã hội dân sự những án tù dài hạn dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Cùng với đó, đưa ra những nhận định vô căn cứ như chính quyền Việt Nam tiếp tục nghiêm cấm việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập và tổ chức nhân quyền độc lập, đồng thời xóa bỏ các nhóm tôn giáo độc lập. Từ đó đưa ra những phán xét, nhân quyền Việt Nam tồi tệ về hầu hết mọi mặt, vu cáo nhà cầm quyền hạn chế ngặt nghèo các quyền cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận và truyền thông, nhóm họp, lập hội. Đây là những nhận định hoàn toàn sai sự thật và không phản ánh đúng tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những cái luận điệu vu cáo, định kiến với ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam, âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Không chỉ vậy, báo cáo này còn đưa ra những nhận định phiến diện, xuyên tạc trên một số lĩnh vực khác như quyền trẻ em, các đối tác quốc tế chủ chốt, và bản chất của những nhận định này không hề khác so với các báo cáo trước đó của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Những cái lực lượng mà họ không ủng hộ Việt Nam thì nó là một cái gọi là chiến lược xuyên suốt của họ, mà không chỉ phải đến bây giờ mà họ mới nói. Chúng ta phải nhận định, nhận diện được những cái quan điểm đó để chúng ta có cái thái độ đồng thời đấu tranh với những tư tưởng như vậy. Và tôi cho rằng là cái việc mà các cái thế lực mà họ vin vào những cái gọi là những cái sự cố, những cái vụ việc nó xảy ra để họ nói, thì tôi cho rằng là cái này nó sẽ tiếp tục họ đào sâu vào những cái câu chuyện đó để họ lợi dụng, họ gọi là thiếu khách quan, thậm chí là còn can thiệp vào những công việc của chúng ta bằng cách là họ đưa lên những cái tổ chức này, tổ chức kia, cho rằng Việt Nam chúng ta là không có dân chủ, rồi vi phạm nhân quyền, tự do báo chí, tự do Internet. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trong bối cảnh chịu tác động từ những biến động phức tạp của thế giới và trong khu vực, nhưng Việt Nam với những nỗ lực không ngừng nghỉ đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có những kết quả tích cực trong công tác bảo đảm quyền con người. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phong trào, thành hành động được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả. Nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, hay những điều chỉnh về công nhận người chuyển giới không phải là một bệnh lý. Đó đều là những minh chứng cụ thể nhất, rõ ràng nhất cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy nhân quyền, bảo đảm quyền con người. Và những nỗ lực, quyết tâm, thành tựu của chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người đã được thể hiện thông qua những kết quả phát triển kinh tế xã hội trên thực tế và được đông đảo nhân dân trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vẫn tiếp tục bịa đặt, đưa ra những nhận định tiêu cực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, lạc lõng và đi ngược lại với đánh giá chung của cộng đồng thế giới. Các tổ chức không nhất thiết là phải của nhà nước. Đấy, thì là họ cứ thế là họ tự tổ chức khảo sát, tự tổ chức nghiên cứu và họ tự tổ chức đánh giá. Nhưng mà tôi cho rằng là thứ nhất là những cái việc đánh giá này thì nó không có cái tính chất pháp lý. Đấy là điều chúng ta cần phải khẳng định. Đấy, nó không có tính chất pháp lý. Nói tóm lại là cái chiến lược họ chống đối, đổ vấy và đánh giá một cách ngụy tạo không đúng cho Việt Nam thì luôn luôn cái chuyện đó là chuyện nó xảy ra từ trước đến nay rồi. Thì tôi cho rằng đây là cái việc mà chúng ta phải hết sức là gọi là tỉnh táo và có một cái nhìn nhận thật sự là khách quan để đấu tranh thật sự hiệu quả với những cái luận điệu như vậy. Và chúng ta đã nhận diện, nhận định được để chúng ta có cái đấu tranh cũng tương đối là hiệu quả. Bạn bè quốc tế thì người ta sẽ nhận định, nhìn nhận rất là khách quan thôi. Thưa quý vị và các bạn, tự cho phép mình có quyền và sứ mệnh theo dõi nhân quyền, cố ý đưa ra những nhận định, báo cáo về nhân quyền của Việt Nam, bất chấp những nỗ lực của Việt Nam và đánh giá của cộng đồng quốc tế. Có thể khẳng định rằng, bản báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch là vô giá trị. Việt Nam vẫn luôn kiên định và không ngừng nỗ lực để thúc đẩy nhân quyền, đảm bảo nhân quyền. Việc Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ thứ 2 2023-2025 của Liên Hợp Quốc với số phiếu cao là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực đó. Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.